sau chúng ta sẽ đắp xây hạnh phúc bên bạn, bên nhau, bên bạn đầu. Xin quý vị chúng ta dành cho đơn thương một trọng phát tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt, thay tiếng bất hồng chúc phúc cho buổi lễ vô quy ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời song thanh phù mẫu của cô dâu là ông Đoàn Văn Dạ và bà Trần Thị Lợi cùng tiến lên sân khấu để chào đón toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời chú Bảo là vị đại diện cho nhà trai, chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Quý vị thân mến, trước trên sân khấu của chúng ta là song thanh phụ mẫu của cô dâu, vị đại diện và nhà trai cùng với đôi yên ương. Xin phép được cúi đầu kính chào toàn thể quý vị quan khách. Quý vị thân mến, lời nói đầu tiên thay mặt cho gia đình xin rất cảm ơn sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị. Và gia đình và nhà cái cũng rất là vui khi cảm thấy sự đồng lực, sự hiện diện đông đủ của quý vị đã nhìn chọn cho đôi yên ương trong buổi tiệc cưới này. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy đại diện thân mẫu của thân nhân phụ một cô dâu cũng có đơn lời phát biểu sau trân trọng giới thiệu của chúng mình. Kính thưa quan viên hai đảo, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý ân nhân, quý thân nhân, chủ nhà, quý bạn bè, và kính thưa ban giám đốc và nhà hàng phục vụ hoa đường. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc bình an và lời kính chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, qua quá trình tìm hiểu giữa vấn đề hôn nhân và gia đình của Tín và thân Nga cùng gặp rất nhiều là khó khăn về mặt địa lý thì cách xa hàng chục giờ bay. Vấn đề giao tiếp thì là ngôn ngữ bất đồng, nhưng mà hai đứa cũng cố gắng tìm hiểu và cuối cùng hai đứa cũng thống nhất đi đến là xây dựng hạnh phúc tương lai. Bên cạnh đó được bạn bè giúp đỡ, cha mẹ hai bên đồng ý, cho nên hôm nay là một ngày lễ tháng tốt. Tôi tổ chức lễ vu quy cho con cái chúng tôi để trần gia thể thân. Kính thưa quý vị, sự hiện diện đông đủ của quý vị là một niềm vinh hạnh lớn lao của gia đình chúng tôi. Giờ đây thay mặt cho hai gia đình, tôi xin cảm ơn quan viên hai họ, cảm ơn quý vị khách quý, cảm ơn quý ân nhân thân nhân, cảm ơn chú gia bạn bè xa gần và ban giám đốc cùng nhà hàng phục vụ hoa dầu là đến đây để tham dự với chúng tôi. Mặc dù đường xa xa xôi, bởi vì là bỏ nhiều thì giờ quý báu đến đây để chia sẻ niềm vui, chúc mừng và tặng quà lưu niệm thêm một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và trong công tác tổ chức không làm sao tránh khỏi sự thiếu sót, nếu có điều gì xin quý vị tha thứ. Và lời cuối cùng tôi xin chúc cho cô dâu chủ rể được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Chúc quý vị trong hôn trường được nhiều bình an, nhiều bình khỏe, thành công trong cuộc sống. Hôm nay đứng ở trên tục đôi uyên ương, tôi đại diện cho họ nhà trai mười mấy giờ bay cách đây 7 ngày sang tới đây, họ nhà gái tiếp đãi ân cần và hỗ trợ cho gia đình chúng tôi. Đến giờ phút này con gái chúng tôi được cùng nhau sánh bước để chuẩn bị cho suốt cuộc đời êm ấm tổ ấm con cái sau này. Chúng tôi rất cảm ơn đối với anh em họ nhà gái, Suya cũng đã rất nhiệt tình và đến bây giờ
sự thành thân của các cháu hoàn toàn mỹ mãn, khách khứa đầy đủ, không thiếu một cái gì. Nên hôm nay tôi đại diện cho gia đình của cháu chúng tôi là Mr. Jim. Tại vì các cụ cũng lớn tuổi nên không thể hiện diện hôm nay được, thì nhờ tôi về để thống nhất với gia đình họ nhà gái. Chúng tôi cũng thay mặt cho họ nhà trai cảm ơn và chân thành cảm ơn đối với họ nhà gái một cách ân tình và thương mến. Và chúng tôi cũng xin mạn phép một lời chúc với các con của chúng tôi. Today I hope the family open the wedding party. I hope it the your family is happy wedding party, the good and lucky, everything okay, and you living over 100 years together, right? Thank you. Amen. Welcome everyone. Jan and I thank you for attending our special day, celebrating our marriage together. Lời đầu tiên cho ông Tim gửi lời chào hãy đến tất cả quý vị quan khách. My parents send their blessings to us and everybody here attending. Bố mẹ của ông không thể đến được và ông gửi lời chúc đến cuộc hôn nhân này và toàn thể quý vị trong khán phòng. Unfortunately, they were unable to attend today. Ông ta, gia đình bố mẹ ông ta đã không tham dự buổi tiệc hôm nay. My heart led me to Vietnam, and I'm so happy to be married to Nhan, my beautiful Vietnamese wife. Điểm đến con tim đã đưa ông đến Việt Nam và ông ta rất hạnh phúc để kết hôn với cô Nga. I promise to love and care for her with all of my heart and soul. Ông ấy sẽ hứa chăm sóc cô Nga suốt đời bằng cả con tim. I thank Nhan's parents for accepting me to take her hand and join the family. Xin cảm ơn. Qua đây cho ông gửi lời cảm ơn đến thân phụ đã chấp nhận ông cho thành một thân tình. Xin cảm ơn. Và một lần nữa cũng thay mặt gia đình mình xin cảm ơn chú lễ. Tiếp theo xin mời đến với chúng ta cùng tiến lên thân thượng để quy đồng tình. Vâng, quý vị thân mến, trong đầu tiên nói về tình yêu đôi lứa, anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là bay bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đây. Và trong đầu tiên mà đã góp chung với nhau thể hiện tinh thần của Việt Nam, thuận vợ thuận chồng, tắt biển đông cũng cạn. Tiếp theo xin mời đôi lứa chúng ta cùng vui chai rượu thứ hai. Và để tỏ lòng tri ân, xin mời đơn phương chúng ta cùng dân lên đến sân thần lần cái đầu đầu tiên để tỏ lòng tri ân. Thank you.
để các anh từng tham gia từ đây. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3. Vâng, xin trân trọng cảm ơn song thân phụ mẫu của cô dâu và bạn tiền. Xin trân trọng kính mời vị đại diện. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho anh luôn được trăm năm hạnh phúc. 1, 2, 3. Vâng, bánh viên, bánh đạt thịnh thịnh, bánh này đại diện cho anh đẹp viên. Em ơi, ta nguyện cùng nhau, trăng trong tóc bạc xin đừng quên nhau. Quý vị thân mến, nghi thức cắt bánh cùng cắt lại buổi lễ hôn quê ra mắt cho đơn hương bà Tân Nga và Lê 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 trong buổi lễ hôn quê ngày hôm nay. Xin mời đơn hương chúng ta về bàn tiền để tiếp toán quyền với bản thân của mình. Xin mời trong buổi tiệc ngày hôm nay thì ba viên tiệc cưới ba nhậu cũng có một món quà xin mời đánh tặng cho đơn hương. Xin trân trọng kính mời đại diện cho nhà hàng ba viên tiệc cưới ba nhậu lên tặng món quà cho đơn hương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Nhà hoa viên tiệc cưới ba nhậu xin chúc cho đôi lứa được trăm năm hạnh phúc. Xin chân trọng cảm ơn. Hello. 2, 1, 2. I chose this song for now and I to grow old together forever. This song is by Tom Odell. It could be just you and me.